Đó, rồi tay kia. Rồi tay này, tay rồi. Dạ. Cách đây là hơn 15 năm. Nhưng mà nặng nhất là tầm thời gian cỡ 2 tháng nay. Là nó chuyển hết thùng vùng vai. Rồi. Và cái cơ mình chủng bên trái này nó nặng. Nó nặng nhất nhất. Nó nhất trong đó, đúng dạ. Rồi. Và hai cánh vai này đau. Đau hai bên vai nha. Dạ. Rồi, bây giờ tròn ra sao đây thử coi. Đó, tròn cái tay này ra sao cho lên bao nhiêu. Đó, được như đó. Rồi tay kia. Rồi tay này, bên này bên này nặng hơn. Ok, mọi người thấy rồi ha. Bây giờ một bên nặng bên nhẹ ha. Cũng như tôi nói từ ban đầu á, là khi mà mình chữa cái khớp cổ, đốt sống cổ á, vì cái đốt sống cổ á nó làm cho mình bị tê cái hai cánh tay. Thành ra là khi nào mà thấy ai mà bị có cái vấn đề ở cái tay mà tê đồ các thứ là mình phải nghĩ đến một cái chuyện cực kỳ là quan trọng, ở đó là do cái nguyên nhân chính là từ cái đốt sống cổ. Mà hiện nay ở Việt Nam mình cũng như trên thế giới á, cái đốt sống cổ á, là bị hầu như, tôi dùng cái chữ hầu như nha, là nhiều đến độ mà mình không biết như mà nói ha, tức là nó chiếm 70-80% ở trong cái cuộc sống vậy đó. Mà thấy rơi xương cốt ông em nè, em nghe rụp rụp hết, thấy không? Rồi ở nhà người làm nghề gì? Dạ, người nông. Làm nghề nông hả? Rồi bị bao nhiêu năm vậy, rồi dùng thuốc gì? Dùng thuốc tây miết. Thuốc tây thì giảm đau thôi. Phá bao tử. Ở đó cái chính là cái phản ứng phụ của nó là làm cho cái bao tử của mình có vấn đề ha. Thì trong cái chữa bệnh của mình á, mọi người chỉ cần vũ hai cái cánh tay này không á, là người bệnh đã đỡ rất nhiều cái vai rồi ha. Rồi bây giờ anh xoay trở lại đi, rồi anh xoay cái tay lại cho mọi người nhìn thấy nó có khá hơn không. Lên được chút rồi ha. Rồi tay kia, tay kia khá hơn. Em ngồi em thấy nó thay đổi liền ngay lập tức. Rồi anh ngồi ngồi đây đi đó. Rồi ôm cái tay giơ lên nha. Rồi đó, thôi được rồi, anh để xuống vừa đó. Rồi và như khi tôi kéo á, thì anh nương theo cái sức của tôi nè, đó thấy chưa, thấy không, đó đúng không, đó mọi người thấy làm này là cái nó dạng hết cả cái cuộc sống cổ, cuộc sống lưng đây ha. Nó được lưu thông hết mà, mềm ra đó, vậy đó cho nó thoải mái ha. Ok rồi nè, mình xích ra đây chút sao rồi sao lại chút xíu. Và khi mình bị đó đó, lùi ra nữa tí nữa. Rồi khi mà mình bị cái cột sống cổ thì nó lại ảnh hưởng luôn cái cột sống lưng. Và khi mà ảnh hưởng cái cột sống lưng á, thì mọi người biết sao, là cả cái đốt sống của mình á, ở đây đều bị ảnh hưởng hết ha. Cho nên là khi mà mình để cái tay vô á, mình làm vậy á, là mình ấn cả cái cột sống của anh này ha, thấy chưa, để cho nó thông luôn, thấy chưa, đây ha. Rồi mình thấy không, khi mà cái cột sống mà nó được giãn ra thì cái chèn của cái dây thần kinh á, ở trên chỗ của mình á, là nó sẽ giảm rất nhiều, thấy không, đây rồi. mềm đó, bây giờ tôi bẻ lên cái dây, thấy không, bây giờ mình kéo cái này lên bẻ cái dây không, thấy không, mọi người thấy rõ ràng ha.
Nhưng mà để mà làm cho cái lưng á thì chúng ta sẽ nắm cái chặt cái tay lại. Anh để như vậy ha. Để ở đây nha. Ok. Rồi, mềm. Mềm cái lưng ra. Mềm mềm ra, mềm ra. Cứng quá. Mềm ra. Mềm ra. Nghe rụp rụp ha. Rồi. Đứng dậy đi. Vì sao khi mình điều chỉnh vai xong thì mình điều chỉnh lại cái vai cho nó cái vô cốt. Ok. Rồi, tay này. Rồi, ngồi lên rồi. Quay lưng lại. Rồi, xích qua đây một chút xíu. Ok. Rồi, tròn lên cổ, nắm về đi. Đây, để đây. Đây nè. Rồi đan lại. Đan cái tay lại. Đó, để trên đây. Ok. Nhả ra tí. Đó, đúng rồi đó. Rồi. Rồi nằm ở đây. Rồi, có vận động viên nào tình nguyện? Thái Nguyên. Leo lên. Leo lên. Leo lên ngồi chặn để mới được. Chứ còn vậy là không đủ sức. Cho 3 người luôn. Ba người luôn. Tôi chỉ cổ này thôi. Cho tuần cái cổ này thôi. Để cổ luôn. Xích bình xô rồi, mềm cái cổ đó, mềm vậy đó. Rồi lắc nè. Ô chà, dưỡng nào. Rồi, đứng dậy đi. Rồi quay ra đi. Rồi giờ anh dơ cái tay quay mạnh lên cái tay mày mạnh cho thoải mái. Quay, đó, đúng. Đúng rồi. Cho nó lỏng ra. Đúng rồi. Giảm nhiều nè. Giảm nhiều không? Dạ. Giảm nhiều dễ chịu ha. Rồi, bây giờ mọi người thấy khác không? Cao hơn kia luôn. Ok. Bây giờ mình sẽ chỉnh một cái lần cuối cùng. Ha. Ngồi xuống đi. Ha. Cái lần cuối cùng để cho cái mềm cái chân này ra. Đây. Ha. Bị lâu quá rồi nó cứng hết cái chân này nè. Mọi người nghe gân nó bật bật như đã không? Dạ. Rồi, anh đứng dậy đi. Rồi giờ anh quay cái tay cho thoải mái, rộng đều tay rộng ra. Đó, đúng rồi đó. Rồi, quay ngược lại. Đúng, chính xác. Rồi, bây giờ mọi người sẽ thấy anh quay trở lại cái tay này khác, hoàn toàn khác rồi. Bây giờ anh đưa lên phía cao lên. Đấy, ngon bạn không? Rồi, tay kia. Đó, ok ha. Rồi, cảm giác sao? Phải nhiều ha. Phải nhiều ha. Thích quá rồi ha. Ok, thôi bắt tay cái. Có dịp sẽ đi làm ruộng với anh ở Bình Thịnh chiến. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123-218-6688 hoặc 0983-581-652.